Nam em bị lừa mua giải hoa khôi, rơi vào hoàn cảnh giống Thùy Tiên nhưng được đại gia giúp đỡ. Ngay sau đêm đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, nam em bị kẻ xấu săn đón, dụ dỗ bắt trả tiền phí mua giải. May mắn lúc đó cô đã tỉnh táo gặp ban tổ chức để tìm ra phương án giải quyết. Những ngày vừa qua, vụ việc Thùy Tiên bị chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo tố quỵt nợ 1,5 tỷ khiến dư luận quan tâm. Trái ngược với cáo buộc từ bà Đặng Thùy Trang, cựu Miss Grand 2021 khẳng định thời điểm đó mình bị lừa ký giấy vay. Thực tế, cô chưa nhận được bất kỳ khoản tiền hoặc sự hỗ trợ nào từ nguyên đơn trong quá trình thi Hoa khôi Nam Bộ. Trong buổi gặp gỡ để giải đáp các thắc mắc liên quan đến vụ kiện, bà Phạm Kim Dung, CEO công ty Sen Vàng bất ngờ kể lại câu chuyện tương tự của nam em cách đây 7 năm. Bà cho biết, năm 2015, nam em được đánh giá là thí sinh mạnh tại Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, việc chân dài đăng quang rất được lòng dư luận. Tuy nhiên, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, chưa ý thức được cạm bẫy của showbiz. Kẻ xấu đã liên tục tra tấn tinh thần, yêu cầu nam em trả tiền phí mua giải. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chân dài sinh năm 1996 đã trực tiếp gặp ban tổ chức để tìm phương án giải quyết. Trong câu chuyện này, nam em may mắn hơn Thùy Tiên bởi cô chưa ký vào bất kỳ khoản vay nào. Cô cũng không đơn phương độc mã giống đàn em, khiến lùm xùm kéo dài, gây ảnh hưởng đến uy tín sự nghiệp. Nam em đã liên lạc và người này không dám đến. Sau đó tôi đã hỏi rõ lại nam em vì sao lại xảy ra câu chuyện này và em đã tiếp cận người ta khi nào. Thì nam em kể lại rằng, gần tới chung kết có một cô gái gọi cho nam em, cho biết có thể sắp xếp được giải. Thực sự lúc đó nam em là thí sinh quá mạnh mà nhìn vào ai cũng biết cô ấy sẽ đăng quang. Nhưng nam em không tự tin vào khả năng của mình và đồng ý với thỏa hiệp đó. Sau khi đăng quang, nam em mới giật mình và nghĩ chuyện này có thật hay không và phải đi báo cáo với ban tổ chức. Cô gái kia khi không làm việc được với nam em thì đã gọi cho mẹ của nam em và mẹ em ấy cũng rất đau đầu với chuyện này. Cuối cùng tôi mới nói phải mang ra công an mới xử lý được vì họ quấy rối cuộc sống của mẹ nam em và bản thân cô ấy cũng không được bình yên. Khi tôi làm quyết liệt thì nam em đã trả cho cô ấy vài triệu đồng tiền điện thoại bởi cô ấy đề nghị với nam em như vậy vì đã gọi cho nam em quá nhiều. Trong các cuộc thi hoa hậu, tôi luôn nói với các thí sinh rằng đi thi là phải có niềm tin ở mình, ở ban tổ chức, không được nhận lời bất kỳ ai khi họ đưa ra những điều kiện. Bởi các cuộc thi mà tôi biết thì không bao giờ làm những chuyện tiêu cực như vậy. Tôi thường dặn những thí sinh trẻ tuổi tham gia các cuộc thi sắc đẹp phải có niềm tin vào bản thân, ban tổ chức, không được nhận bất kỳ lời đề nghị dụ dỗ nào. Cái sai của Thùy Tiên là ở tuổi 18-20, cô ấy đã thỏa hiệp với những sự sắp xếp mà không biết rõ người đó là ai. Cái giá phải trả là sự đeo đẳng bao nhiêu năm qua, bà Dung nói thêm. Trong sự nghiệp của nam em, bà Kim Dung được ví như quý nhân vì đã tạo cho cô nhiều cơ hội. Năm 2022, combat lại đấu trường Miss World Việt Nam, nam em nhận không ít lời chê bai vì sức khỏe kém, xuống sắc, kỹ năng trình diễn không thuyết phục. Tuy nhiên, ở góc độ ban tổ chức, bà Kim Dung công nhận sự nỗ lực, cống hiến của chân dài gốc Tiền Giang. Về phía nam em, cô khẳng định đây là sân chơi công bằng, không có bất kỳ sự ưu ái nào. Dù không thể tiến vào top 5, nhưng kết quả tại Miss World Việt Nam đã giúp nam em có sự thay đổi rõ rệt. Từ bóng hồng thị phi bị dân mạng ném đá vì đời tư phức tạp, nam em xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện giải trí, sàn catwalk, đồng thời khéo léo hơn trong từng phát ngôn. Người đẹp chia sẻ, mọi người cũng biết nam em đăng quang cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Nam em với chị Dung trước đây có một mối quan hệ rất đẹp. Những năm về sau thì mình tập trung cho công việc của mình, chị Dung cũng vậy nên không có nhiều thời gian gặp nhau. Khi bước vào cuộc thi Miss World Việt Nam, thí sinh nào cũng được đối xử như nhau. Chị Dung không bao giờ có suy nghĩ là đặt cách cho người nhà, người quen.